sao đấy. Vâng, chào bạn, tôi là bác sĩ Yên ở nhà khoa Minh Châu. Chúng tôi lại tiếp tục tháo móc cài cho một cô gái nữa, K268 trong được tháo móc cài ở nhà khoa Minh Châu. Tôi muốn bạn xem cảm nhận của bạn đấy cũng như là một số ý kiến của bạn đấy trong quá trình chỉnh nha, thì các bạn ở đây được để làm chỉnh nha, và các bạn có thắc mắc gì thì nhớ inbox hoặc gọi cho chúng tôi luôn. Chào em. Trong hình nha thì anh biết là cũng có rất khó khăn để em lựa chọn nhà khoa Minh Châu, và thời gian hơn một năm để trải qua trình hình ra, thì anh muốn em có một số cảm nhận về lý do là sao em chọn nhà khoa Minh Châu để hình hình ra trong rất nhiều nhà khoa. Vâng, rất là em cảm ơn bác sĩ, cảm ơn mọi người đã đồng hành với em trong rất nhiều năm qua, thì cũng rất là may cho em khi mà được lựa chọn được nhà khoa có chịu uy tín, một bác sĩ rất là tốt và tận tâm. Thì đầu tiên là em muốn biết được ở nhà khoa Minh Châu qua Facebook, em thấy nhà khoa mình giá cả rất chi là hợp lý, phù hợp với em đặc biệt là sinh viên, thì là thấy chất lượng đây rất chi là mọi người đánh giá rất chi là tốt, thì em muốn đến xem và muốn thử. Khi mà em trải nghiệm ở đây thì thấy là dịch vụ rất chi là tốt và bác sĩ rất chi là tận tâm. Ok, trong quá trình làm thì em có cảm thấy nào? Trong quá trình làm thì đau có, đau thì nhiều lắm, nhưng mà mọi chuyện thì cũng sẽ qua thôi, tất cả chỉ mới ban đầu thôi. Cả thì chỉ qua 2-3 tháng đầu thì đau, xong rồi thì em quen hết, quen dần rồi mọi thứ lại trở lại bình thường. Vâng, chỉnh nha thì nó có những giai đoạn đặt chun hoặc là gắn mặt cài có thể bình nhiệt, lúc kéo răng có thể là sẽ hơi đau một chút, nhưng mà phần lớn ở đây là đến 99,9% là đều chịu được và đều hoàn thành quá trình chỉnh nha. Và sau khi tháo thì em biết là em xinh gái hơn rồi, thì em cảm thấy thế nào? Em bây giờ còn chưa quen với nụ cười mới của mình. Em cảm thấy vui lắm. Cảm ơn. Ok, các bạn thấy nụ cười của cô đấy thì là biết là cô vui thế nào rồi. Và bây giờ mời các bạn xem hình ảnh bắt đầu của cái kết cô đấy trong quá trình chỉnh nha. Cô xin mời. Vâng, và tôi muốn các bạn hình xem hình ảnh bắt đầu cũng như là kết thúc ở cái ca này. Thì đây là hình ảnh ban đầu, thì cô đấy lệch lạc tương đối là nhiều, đặc biệt là hàm trên. Hàm trên cô đấy thì vâng, lệch lạc rất là nhiều. Và như này tôi đã chỉ định nổ cái răng 2 năm của cô đấy. Và hàm dưới thì lệch lạc ít thôi. Tôi sẽ quay nhanh để các bạn có thể hình dung. Ok, đây. Đây là sau khi tháo đúng không? Đâu, đây là sau gắn mắc cài. Ở đây nó nằm ở đây nhưng tôi không nhận ra. Vâng, đây là hình ảnh mà chuẩn bị tháo mắc cài ở ca này. Vâng, và đây là hàm trên của cô đấy. Vâng, các bạn thấy là cái cung răng nó tương đối là đều. Vâng, và hàm dưới thì cũng không kém một lầm trọng. Vâng, hàm dưới cũng tương đối là đều. Và cái thứ hai trong chỉnh nha đánh giá đó là khớp cắn. Vâng, ca này khớp cắn tương đối là chuẩn ở cung này. Bên này thì tôi nhổ một răng nên khớp cắn nó không chuẩn. Tuy nhiên cô đã bảo là bên này thì cô đã ăn nhai còn tốt hơn. Ca này thiếu khoảng nhiều nên là nhổ lệch răng. Cái thứ ba đánh giá một ca chỉnh nha thành công đó là cái mặt nghiêng sau chỉnh nha. Với cái mặt nghiêng này thì bạn đây hàm dưới hơi đưa trước, nhưng mà sau khi chỉnh nha tôi đã đưa cái hàm trên của cô đấy ra nhiều hơn. Và khuôn mặt cô đây là nhìn đã cân đối hơn, đã đẹp, đã xinh hơn. Vâng, và đây là nụ cười của cô đấy. Rất là vui. Và vâng, đây là hình ảnh ban đầu. Và đây là hình ảnh kết thúc. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.